Chào tất cả các anh chị đang có mặt ở live stream của Hello Dr. Huy, phòng ngừa phân trắng đây chị em ơi. Vừa rồi thì một loạt series của tôi nói về đàn tôm giống khỏe mạnh trước khi chúng ta thả. Thì lời khuyên đầu tiên, có 3 lời khuyên quan trọng. Thì lời khuyên đầu tiên là chúng ta nên tìm được một đàn giống tốt. Ở bất kỳ một thời điểm nào, bất kỳ ao nào thì chúng ta nên tìm được một đàn giống tốt. Vậy thì rất là nhiều người đặt câu hỏi với tôi rằng là gì, tìm giống như thế nào thì tốt. Thì tôi vẫn nói rằng là khi các anh chị nghĩ tôi tốt thì là tôi trở thành người tốt. Và các anh chị nghĩ tôi không tốt thì trở thành người không tốt. Vậy thôi, thì khi các anh chị nghĩ một đàn giống nào tốt thì đàn giống đó là tốt. Nhưng với điều kiện, đây là những cái thực tế thì chúng ta cần phải tìm hiểu được về nguồn gốc bố mẹ. Và thậm chí là uy tín của cái trại mà chúng ta tính mua. Hoặc là cái uy tín của cái người chủ mà các anh chị và các bạn ruột của tôm cá. Cảm ơn Nguyễn Cảnh rất là nhiều. Cảm ơn bạn Bùi Duy Linh rất là tuyệt vời. Bạn nhìn thấy rằng là ở trong đàn tôm này có một con, hai con đứt ruột, đứt khúc. Tôi cũng thấy điều này. Nhưng quả thực các anh chị em thấy điều này nó có khác biệt so với cách đây 2 ngày khi tôi live stream không ạ? Khi tôi live stream cũng tầm này và cách đây 2 ngày thì bầy tôm nó có khoảng 30% là tỷ lệ đường ruột trống. Vì lý do là tôi nghĩ các anh chị em, bạn của tôi, cộng sự của tôi, nó họ cho ăn ít. Họ cho ăn chưa đủ lượng thức ăn. Đây là điều rất quan trọng thưa các anh chị em. Là điều rất quan trọng trong quá trình, trong kỹ thuật nuôi tôm. Vì tôi biết rằng các anh chị em cũng rất là tuyệt vời khi các anh chị em, khi tất cả chúng ta đều nói rằng là chúng ta có rất là nhiều trải nghiệm ở trong nuôi tôm. Nhưng tuy nhiên khi lâu quá chúng ta không trực tiếp ở trong bầy tôm của chúng ta, hoặc là chúng ta giao cho tất cả cộng sự, giao cho nhân viên của chúng ta làm, thì chúng ta thờ ơ. Giống như tôi có một khoảng thời gian tôi thờ ơ một tí, thì cái câu chuyện đàn tôm nó sẽ khác ngay thưa các anh chị em. Chính vì vậy cái điều quan trọng nhất là chúng ta, những ai đang nuôi tôm thì cố gắng là chúng ta sẽ phải là có tâm với nó. Chúng ta phải đam mê với đàn tôm của chúng ta và chúng ta thường xuyên nhìn nó. Thì chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng giống như bạn Duy Linh vừa nhìn thấy là một hai con bị đứt ruột. Đấy là điều rất là tuyệt vời đấy các anh chị em. Vậy thì so với cách đây 2 ngày thì bầy tôm này đã đầy đủ đường ruột hơn thưa các anh chị em. Nếu các anh chị em tìm lại cái live stream cách đây 2 ngày của tôi thì có khoảng 30% là lượng. Ok bạn, cảm ơn rất là nhiều. Vì chúng ta đây là thực tế, bạn cứ góp ý những cái điều chúng tôi luôn luôn ghi nhận và học hỏi những cái điều đó. Đối với nghề nuôi tôm thì không ai nói giỏi được thưa các anh chị em, chẳng qua là chúng ta làm nhiều, chúng ta thực hành nhiều, chúng ta làm nhiều lần thì chúng ta sẽ rút ra được cái trải nghiệm nào đó thưa bạn Duy Linh ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta cứ chia sẻ, bạn cứ chia sẻ lên đây. Biết đâu đó thì có rất là nhiều người thân của mình, những người bạn của mình, hoặc là đâu đó người xung quanh của mình nuôi tôm, họ vào cái live stream này, họ xem những cái video này, họ nhìn thấy điều này và họ cũng học được một cái gì đó từ bạn. Đây là điều rất tuyệt vời. Chúng tôi cũng hoàn toàn không giấu thưa các anh chị, chúng tôi cũng không hoàn toàn không giấu. Vì thưa các anh chị, có những cái đàn tôm, có những hồ tôm nó chết đỏ lên, mà tôi vẫn quay phim lại để làm gì ạ? Đây là một những bài học tôi muốn gửi đến tất cả, thông điệp với tất cả những người nuôi tôm là chúng ta làm sao để tránh hạn chế những cái điều đó, hạn chế những điều chúng ta không mong muốn thưa các anh chị. Đây mới là điều tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Vậy thì điều thứ hai tôi đang nói, ngoài con giống ra thì điều thứ hai là môi trường trong ao nuôi của chúng ta. Và điều đặc biệt là đừng để cho một số cái loại tảo, ví dụ như tảo lam hoặc là một số cái loại tảo giáp ở trong ao quá nhiều thưa các anh chị em. Tảo lục cũng vậy thôi. Thì thường thì chúng tôi để cho màu trà, vâng, màu trà hoặc là màu chanh, màu trong hẳn luôn. Thì cái đường tôi đánh, khi mà chúng tôi làm thì tôi trải nghiệm, tôi thấy đánh giá ra một điều là những ao tảo xanh nhiều thì dẫn đến tôm hay bị phân trắng hơn. Cái điều này thì tôi cũng không biết là đúng hay sai, nhưng đấy là trải nghiệm của chúng tôi. Và đây là cái trải nghiệm riêng cá nhân, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị như vậy. Tất cả những người, các anh chị đang theo dõi live stream là như vậy, và những người có thể là nghe được cái điều này. Chúng ta không nói đến đúng hay sai, vì mỗi một người, mỗi quan điểm đều khác nhau. Xin chào Lưu Hân, hello Dr. Huy, mùa lạnh có kênh nào để phòng đỏ thân đúng chăng không? Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vừa cái chủ đề thì em đang nói về phân trắng, chắc câu hỏi của anh chút xíu chúng ta cùng trao đổi. Cái điều quan trọng nữa đối với ở trên đàn tôm của chúng ta, ngoài môi trường ra thì cách cho ăn thưa các anh chị em, cách cho ăn cũng là điều rất quan trọng dẫn đến chúng ta hạn chế được phân trắng. Vậy thì nhiều người đặt câu hỏi với tôi rằng là thế thì cho ăn như thế nào thì để cho nó hạn chế được phân trắng thưa các anh chị. Điều này, đây điều thứ nhất là chúng ta cho ăn, cố gắng những loại thức ăn mà đang tôm của chúng ta đang quen, và hạn chế thay đổi thức ăn khi mà tầm tôm giống như bầy tôm của chúng tôi 16-17 ngày tuổi. Khi chúng ta thay đổi từ thức ăn đột ngột, đây cũng là một trong những nguyên nhân
Tôi không dám nói là nguyên nhân 100% dẫn đến đàn tôm của chúng ta bị phân trắng, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân, thưa các anh chị em. Chính vì vậy nếu có thay đổi thức ăn thì các anh chị em chúng ta, những người nuôi tôm chúng ta hãy cũng thay đổi từ từ để làm sao đó cho nó phù hợp với cái môi trường tôm của mình, và để cho đàn tôm của mình nó quen với thức ăn đi. Quen với thức ăn đi thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta tăng nó lên, thì điều đó cũng là một điều quan trọng. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta phải kiểm tra thức ăn, thưa các anh chị em. Tôi sợ rằng đâu đó thì có những cái có những cái lô thức ăn nó không được đảm bảo chất lượng, nó bị nấm mốc. Thì nên nấm mốc cũng là gây ra một số những cái hiện tượng bị đường ruột cho tôm. Một điều tôi vẫn phải chia sẻ điều này, và điều này chúng tôi ở chính cái khu vực của chúng tôi cũng đang bị, thưa các anh chị em. Vì khi nhân viên họ ẩu, họ làm thì họ ủ vi sinh, họ ủ men cho ăn, họ không kỹ thì ruồi nhặng và tất cả thưa các anh chị em nó sẽ sinh sôi giờ đây, và xô chậu họ không rửa, thì đây cũng là một trong những nguyên nhân, thưa các anh chị em. Tôi muốn chia sẻ như vậy. Nếu các anh chị em nào đang làm ở Hà Tiên, các anh chị em đang theo dõi điều này thì nên nhớ rằng là hãy vệ sinh tất cả những dụng cụ cho ăn cho sạch sẽ. Đây là tôi cũng nói luôn ở đây, thì tôi muốn chia sẻ tất cả những thông tin này cho tất cả anh chị em chúng ta biết. Và đây là điều rất là tối kỵ, thưa các anh chị em chúng ta tưởng nó không quan trọng, nhưng nó thực ra nó rất quan trọng. Vì khi thất bại, thưa các anh chị em, thất bại là chỉ có những người chủ thôi, đúng không ạ? Những người chủ thì người ta mới mất tiền thôi, còn chúng ta đi làm thuê thì chúng ta không mất tiền. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi làm như vậy mà chúng ta không có được cái kết quả cao thì chúng ta cũng buồn. Tôi mong rằng đấy là chia sẻ với tất cả những anh chị em đang nuôi tôm, đang có mặt ở trên live stream này, chúng ta cũng cùng nhau làm điều đó để hạn chế được đường ruột phân trắng cho đàn tôm của mình. Vâng, thì có những cái điều, nó còn rất là nhiều điều nữa, nhưng mà tuy nhiên thì có một cái việc mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em chúng ta là chúng ta hay dùng những sản phẩm có thể hỗ trợ đường ruột tốt hơn, ví dụ như men tiêu hóa, có ví dụ như là một vài cái sản phẩm ở trên thị trường họ đang bán. Ví dụ như chúng tôi thì có sản phẩm về phân trắng, thì mục đích làm gì để phân trắng thì chúng ta biết rằng là tôm sẽ ốp vỏ không lớn. Rất là nhiều câu hỏi từ sáng bây giờ hỏi tôi rằng là anh Huy ơi, cái tôm của em bị ốp, thì tôi hỏi ngay là tôm của bạn như vậy là đã bị phân trắng đúng không? Thì họ trả lời hầu như là đúng, đã bị phân trắng. Thì điều quan trọng nhất, thưa các anh chị em, chúng ta hãy tìm hiểu và làm sao tìm ra được một cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để chúng ta xử lý ngay từ đầu, để tránh rủi ro và chúng ta tăng cái lợi nhuận lên, thưa các anh chị em. Điều này rất là tuyệt vời. Và hello mọi người, có rất là nhiều cái câu hỏi, tôi sợ rằng là nó sẽ bị trôi, tôi sẽ xin vài phút để chào mọi người một tí. Vâng, xin chào Khang Lâm, chào Lê Quốc Cường. Em bán Kiên Giang được với anh Huy hôm rồi, em bận không được với anh Huy. Ok bạn Khang Lâm. Ok, tất cả các anh chị em. Vậy thì cái đấy là tôi cũng đã chia sẻ xong một phần về cái câu hỏi thứ nhất, và lời khuyên làm sao để cho đàn tôm của chúng ta là không bị rỗng ruột, không bị phân trắng, hạn chế phân trắng. Tôi không nói là không bị nha, thưa các anh chị em, vì bất kể đàn tôm là của ai, của ông nào, của bất kỳ ai, thì luôn phân trắng luôn luôn vẫn xuất hiện, thưa các anh chị em. Có một điều và lâu quá tôi không đi xuống Hà Tiên, Kiên Giang vùng này, thì đợt này tôi thấy ở đây có một cái hiện tượng gọi là nấm, thưa các anh chị em. Nấm không phải là nấm đồng tiền đâu, mà nó thuộc dạng nấm chân chó, thưa các anh chị em. Và rất là nhiều ao đã bị, thì ngày mai tôi sẽ, hình như tôi có một buổi live stream về nấm chân chó, nhưng mà tôi có một cái clip ở trên kênh YouTube nói về nấm chân chó này. Điều này thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ buổi ngày mai, nếu tôi live stream, tôi sẽ live stream về nấm chân chó, vì tôi thấy rằng rất nhiều ao đã bị thất bại bởi nấm này, thưa các anh chị em. Mùa lạnh có cách nào để phòng đỏ thân đốm trắng không? Xin cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh Lý Huân. Thì tất cả mùa nào cũng vậy, đỏ thân và đốm trắng thì luôn luôn hiện diện trên tất cả các ao tôm, thưa các anh chị em, tất cả các vùng miền và thậm chí cả trên thế giới, không bất kỳ một ao nào. Vậy thì đốm mùa nào cũng thế thôi, thì chúng ta muốn phòng ngừa nó được thì điều quan trọng nhất là các cụ vẫn nói, và chúng ta thường nói với nhau rằng là nuôi tôm thì phải nuôi nước. Và điều quan trọng các anh chị em chúng ta càng vệ sinh sạch sẽ bao nhiêu, chúng ta càng ý thức bao nhiêu trong vấn đề vệ sinh ao, vệ sinh tất cả các dụng cụ trong quá trình cho ăn, thì đây vẫn là một điều rất là tuyệt vời, thưa các anh chị em. Tôi không nói rằng là khi chúng ta vệ sinh sạch sẽ như vậy thì hạn chế được đốm trắng, hạn chế được đỏ thân, nhưng tỷ lệ giúp chúng ta thành công nó cao hơn. Vì khi bất kỳ
bất kỳ một lĩnh vực nào cũng thế, thưa các anh chị em, chúng ta quan tâm đến việc chúng ta đang làm, chúng ta làm nó với một trách nhiệm cao hơn thì kết quả nó sẽ cao hơn, rất là tuyệt vời thưa các anh chị em. Vậy thì anh Lưu Ân, để mà giúp cho đàn tôm của anh không hạn chế đục đỏ thân và đốm trắng thì chỉ có một cách là chúng ta nâng cao cái chất lượng sức khỏe của đàn tôm của chúng ta lên. Cái điều quan trọng nữa là anh phải nâng cao được cái môi trường của mình lên. Nâng cao bằng cách nào thì đây là điều chúng ta cần phải bổ sung chế phẩm sinh học, bổ sung tất cả một số cái loại có lợi cho môi trường ao nuôi của chúng ta để giúp cho cái con đàn tôm của chúng ta nó môi trường ổn định thì đàn tôm sẽ phát triển tốt hơn và chúng ta phòng ngừa được. Và ngoài ra thì anh có thể là anh trộn một vài cái loại thức ăn có chất lượng cao hơn ở trên thị trường họ vẫn đang bán, thì để chúng ta giúp cho cái hệ miễn dịch của đàn tôm của chúng ta tốt lên, thì thay đổi thời tiết không ảnh hưởng nhiều, thưa các anh, như vậy. Còn hỏi cụ thể nếu có cách nào để chữa được đúng đỏ thân và đốm trắng thì xin thưa với anh là nếu mà có cái sản phẩm đó thì thực sự là chúng ta cũng không phải ngồi đây để chia sẻ với nhau, đúng không nào? Nếu có cái được việc đó thì chúng ta không cần. Mấy bữa nay không có like anh Huy đi. Anh mấy ngày hôm nay anh cũng đang ở Hà Tiên, do đó là hai ngày vừa rồi thì anh phải bận tiếp khách vào buổi tối. Ngày hôm qua thường thì thứ ba hàng ngày, thưa các anh chị em, thứ ba thì tôi xin phép là không live stream lúc 8:30 được, vì chúng tôi có một cái lớp học, tôi học từ 8 giờ cho đến 11, như chúng tôi ngày hôm qua học là đến 11:30, thưa các anh chị em. Điều đó thì là thứ ba thì thường bị ngắt quãng, hoặc là tôi sẽ sắp xếp lịch làm sao nó live stream sớm hơn vào trong ngày thứ ba. Riêng một tuần thì thứ ba là chúng tôi phải có một buổi học riêng, do đó là các anh chị em cũng thông cảm. Thế còn bữa trước thì chúng tôi phải đi tiếp khách về hơi khuya nên là không làm được cái live stream. Vâng, xin chào bạn Huy Nguyễn, bạn đã có câu hỏi là mực nước cao ấm hay mực nước thấp ấm hơn anh, mực nước chuẩn là bao nhiêu anh Huy? Như này, nếu nước phân tầng quá nhiều, thưa các anh chị em, nước quá sâu thì ở dưới lại lạnh hơn là ở trên. Tùy vào vì cái môi trường, ví dụ như cái vùng ở Kiên Giang này thì tôi thấy rằng ở lớp dưới phèn rất là nhiều. Nếu như ao đất, ao bạt bờ mà các anh chị em để nước cao quá, độ sâu mà chúng ta nước nó không tuần hoàn được, nó không đảo đều từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới được, thì lượng nước ở nằm ở sát mặt đất bao giờ cũng có lượng phèn xanh, phèn nó sẽ lạnh hơn. Thế thì ở trong quá trình nuôi, nếu như ao bạt thì chúng tôi bây giờ, nếu như các anh chị em thấy cái tôm mà tôi vừa đưa lên cho các anh chị em xem đấy, thì mực nước của chúng tôi bây giờ là khoảng 1 mét, thưa anh chị em, tại thời điểm này, vì tôi thấy rằng thời tiết này cũng hơi lạnh, do đó tôi để 1 mét để với mục đích là nước ở trong ao của tôi nó được đảo đều khi mà quạt hoặc oxy chạy. Và chúng tôi sẽ tăng dần cái lượng nước lên, tăng dần lượng nước lên ở trong một vài ngày nữa. Thì mục tiêu của chúng tôi là sẽ đạt được khoảng 1m3 hoặc 1m2 gì đó. Chúng tôi thường làm mực nước ao của, đấy là cái trải nghiệm riêng cá nhân của chúng tôi. Còn các anh chị thì tùy vào cái vùng miền của các anh chị, tùy vào ao của anh chị lớn hay nhỏ thì chúng ta tương đối. Như tôi nghĩ rằng nếu tôm thẻ thì nó nằm ở đâu đó ở khoảng 1m3 là phù hợp với các anh chị, 1m2, 1m3 thôi. Vâng, xin chào Khang Lâm, cảm ơn bạn Hoàng Mạnh Công, học hỏi anh Huy kinh nghiệm nuôi rất tốt. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúng ta chẳng có gì đâu không bạn ạ, tất cả chúng ta đều đi học mà, học bất kể chúng ta đang học những cái điều chúng ta biết nhưng mà ở một trạng thái khác, đấy là chúng ta mở lòng ra, và những người mở lòng thì sẽ nhận được nhiều điều hơn, thưa các anh chị, đó là nguyên tắc. Vì khi chúng ta nghĩ chúng ta biết rồi thì chúng ta mãi mãi chỉ biết được một điều. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ biết một điều nhỏ, chúng ta cần phải học thêm, chúng ta cần phải làm nhiều hơn để chúng ta biết được nhiều hơn, thì điều đó chúng ta sẽ biết được nhiều kiến thức hơn, thưa anh chị. Rồi, thì đến một cái thứ ba nữa là cái câu chủ đề thứ hai là 5 mẹo dành cho người nuôi tôm. Thì chủ đề ngày hôm nay chắc là tôi chỉ nói về tôm thôi, vì chúng tôi thì thường làm được cả tôm cả cá luôn. 5 mẹo dành cho tất cả các anh chị em nuôi tôm mà không bị ký sinh trùng. Đấy, thưa các anh chị em, các anh chị em nhìn thấy đàn tôm của tôi lấy, đúng rồi, là có ai đó đã nói rằng là có một vài con đứt khúc, đúng điều đó thưa các anh chị. Và hôm nay là 17 ngày, có thể là mai hoặc là ngày mốt là chúng tôi bắt đầu sổ nội ký sinh rồi thưa các anh chị. Trước khi chúng tôi sang tôm thì chúng tôi bắt đầu sổ nội ký sinh. Đây cũng là một chủ đề mà liên quan đến 5 mẹo
giúp cho bầy tôm bầy cá của các anh chị nó không bị ký sinh trùng. Thì ký sinh trùng ở đây nó gồm có hai loại đúng không nào? Một loại là nội ký sinh trùng và một loại thì được gọi là ngoại ký sinh trùng. Vậy thì điều gì để chúng ta làm được với đội nội ký sinh trùng? Thực ra trên lý thuyết là vậy, nhưng mà trên thực tế thì khi chúng ta cho ăn nội ký sinh nó cũng hạn chế được ngoại ký sinh luôn thưa các anh chị ạ. Nhưng với liều lượng nó khác nhau và thời gian cho ăn khác nhau. Do đó tôi muốn rằng năm mẹo này sẽ chỉ cho các anh chị em rất đơn giản. Thứ nhất là chúng ta xử lý nước ở trong ao nuôi của chúng ta làm sao đó để tỷ lệ ký sinh trùng ở trong ao của chúng ta nó thấp. Nhưng mà tuy nhiên điều này rất là khó để chúng ta cảm nhận. Và điều thường xuyên chúng tôi làm là 10 ngày chúng tôi sổ nội ký sinh bằng Paris Quantel, một sản phẩm của chúng tôi. Và nó giúp cho đường ruột con tôm, giống như các anh chị em thấy cách đây 3 ngày thì lượng thức ăn trong tôm của chúng tôi 30% không có đường ruột. Nhưng đến ngày hôm nay thì tương đối rất là đều rồi. Có một vài con đứt khúc ở khúc cuối. Điều đó không quan trọng. Thì sau khi sổ nội ký sinh đi thì chúng ta sẽ thấy rằng là ký sinh trùng đường ruột của chúng ta hạn chế. Khi nó hạn chế được như vậy thì nó, nguyên nhân dẫn đến vạch phân trắng cũng xuất phát từ đây thưa các anh chị. Do đó thì trong cái giai đoạn này chúng tôi sổ 10 ngày, nếu như trong dịch bệnh, trong khu vực xung quanh của chúng tôi có dịch bệnh thì chúng tôi sẽ sổ dày hơn một tí hoặc là thưa ra một tí. Vậy thì mọi có rất nhiều anh chị em hỏi là dùng cái sản phẩm nào, thì thực ra là chúng tôi đang dùng cái thảo dược Paris Quantel của chúng tôi, trong đó thì có thành phần Paris Quantel và tôi cũng chia sẻ luôn là có một hai loại của trái cây. Thì điều này giúp cho ký sinh nội ký sinh trùng tôm của chúng ta được đào thải ra bên ngoài, thì các anh chị em nó được đào thải ra bên ngoài. Còn đối với ký sinh trên vỏ tôm thẻ của chúng ta thường thấy thì đó là chúng ta nhìn thấy đốm đen do khuẩn đúng không ạ? Đây thì cũng là một vài loại, hoặc là có nhiều anh chị em cũng hỏi tôi rằng là đốm tôm, đối với tôm sú thì hay bị đóng trong nhớt, ký sinh trùng protozoa này nó bám lên trên mang của con tôm, bám trên chân của con tôm thì dẫn đến là một cái bệnh là bệnh bệnh đóng rong, hoặc là bệnh đóng rong, bệnh ký sinh nhân nó bám ở trên mang của tôm thẻ thì nhiều hơn tôm sú. Vì thực ra tôm sú của chúng ta nó lột liên tục cho nó tỷ lệ, thưa các anh chị, tỷ lệ mà ký sinh trùng nó ít hơn so với tôm sú thì chậm lột hơn. Vậy thì cái điều mà chúng tôi thường xuyên làm là chúng tôi sử dụng Santa. Không biết là các anh chị em ở chúng ta đang like xem livestream này, chúng ta có ai đã biết đến sản phẩm Santa không ạ? Santa của chúng tôi thì đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời đối với ký sinh trùng đốm đen nha thưa các anh chị em. Video trong nước các anh chị em tạt lúc 5 giờ chiều và chúng ta sẽ thấy rằng là tôm của anh chị nó lột đồng loạt hơn đối với những cái ao mà khó lột hoặc là ký sinh trùng đốm đen nhiều. Các anh chị em chỉ tạt lúc đêm, nhưng đối với cá thì sản phẩm này không tạt được ban đêm thưa các anh chị em. Có rất nhiều livestream chúng ta nói về sản phẩm này. Thì điều quan trọng các anh chị em hãy liên hệ với chúng tôi để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Mọi lần thì tôi có để số điện thoại trực tiếp ở trên cái live stream, nhưng mà quả thực là một ngày rất là nhiều cuộc điện thoại gọi đến, và khi các anh chị gọi đến thì khi không thể trả lời hết được cho các anh chị được thì đây cũng là một điều rất là phiền. Thì mong muốn rằng là các anh chị em cứ comment xuống bên dưới hoặc là vào trang web của chúng tôi và trang YouTube của chúng tôi, các anh chị em cứ comment bên dưới thưa các anh chị em, chúng ta hãy làm việc ở trên mạng. Và đội ngũ cộng sự của chúng tôi họ sẽ lấy thông tin từ trên đó và họ sẽ liên hệ với tất cả các anh chị em tốt hơn. Vì gọi điện trực tiếp cho tôi thì điều này tôi biết rằng là tất cả các anh chị đều muốn điều này, nhưng mà nó quá tải thưa các anh chị em, nó quá tải. Do đó là tôi không thể cùng một lúc tôi làm được quá nhiều việc để chia sẻ với tất cả các anh chị em. Nhưng có những ca nào gấp thì các anh chị em, các bà con cứ điện trực tiếp cho tôi vẫn hỗ trợ các anh chị em điều này. Ok Khang Lâm, chào bạn. Chào anh là Thắng, chào anh hôm nay có mặt ở livestream của Hello Dr. Huy. Xin chào tất cả các anh chị em đã có mặt ở Hello Dr. Huy. Nào các anh chị em ơi, hãy comment xuống bên dưới một điều gì đó để chúng ta thấy có năng lượng với nhau trong những buổi tối như này nào. Trước tiên chúng ta cần phải có năng lượng cao thưa các anh chị em, vì tôi cảm thấy mỗi một lần livestream như vậy thì tôi lại có rất là nhiều năng lượng, và khi năng lượng cao thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn và con người của chúng ta nó sẽ rất là thông minh hơn. Nguyên nhân của ký sinh trùng thì thực ra nó có rất là nhiều nguyên nhân bạn Khang Lâm nhân, nó gồm có ký sinh ở trên tất cả các vật chủ trung gian ở trong ao của chúng ta như ốc hến vân vân và rất nhiều thứ ký sinh nó sẽ tồn tại được.
Thì để mà nói là nguyên nhân từ đâu thì quả thực là trong ao tôm để mà kiểm soát ký sinh trùng này, đây là một vấn đề rất là khó. Thì thôi thì chúng ta hãy đồng ý với nó và chúng ta sử dụng một vài cái biện pháp như là sổ nội ký sinh trùng, hoặc nếu thấy đốm đen thì chúng ta dùng sản phẩm Santa, hoặc là bất cả những cái sản phẩm nào đó các anh chị thấy ở trên thị trường, họ có thể diệt khuẩn được, họ có thể diệt được cái ký sinh ở bên ngoài của tôm. Ví dụ như là có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường anh chị nhé, không hẳn là một sản phẩm nào cả, thì điều đó là sẽ giúp cho chúng ta khống chế và hạn chế được cái ký sinh trùng thôi. Em mới như này toàn ký sinh trùng không hả anh? Mình không hiểu câu hỏi của bạn Khang Lâm. Cái câu hỏi sau của bạn thì mình đã không hiểu hết ý. Vậy thì cái mẹo để giúp chúng ta, nó có 5 mẹo đơn giản như vậy, thì xử lý nước và chúng ta sổ cho ăn thường xuyên, tìm ra được những sản phẩm chủ những sản phẩm chuyên về ký sinh trùng cho các anh chị em. Và điều quan trọng nhất nhất là chúng ta cần có lịch cho nó. Chúng ta cần có lịch là 10 ngày chúng ta sổ một lần, hoặc là 15 ngày chúng ta sổ một lần, bất kỳ thời tiết nó thay đổi hay như nào kệ nó, nhưng đây là điều rất là quan trọng thưa các anh chị em. Tôi cũng nghe nói rất là nhiều, tất cả là nhiều người đã hỏi và chia sẻ với chúng tôi rằng là nếu lâu quá mà không sử dụng những cái này thì nó như thế nào, vật đấy thì nó sẽ có dẫn đến những đường ruột tôm của chúng ta nó sẽ có bắt đầu có ký sinh trùng. Và thưa các anh chị, ký sinh trùng nó sẽ làm sao ạ? Nó làm hỏng cái đường ruột của con tôm của chúng ta ra, nên nó ký sinh trên trên những cái tơ lông, gọi là gì nhỉ, lâu quá tôi quên mất rồi, lông trên đường ruột, lâu quá không dùng từ này tôi có quên, nhưng mà nó sẽ bám trên thành ruột của con tôm và làm cho lở loét cái đường ruột tôm của chúng ta ra. Ừ, chính vì vậy nó là ký sinh, nó hút máu, và mỗi một lần vết hút máu đó thì nó sẽ làm cho đường ruột tôm nó hư và nó sẽ bị sổ. Giống như là câu chuyện phân trắng thì tại sao nó lại là phân trắng, thì tôi chia sẻ là đây cũng là một trong những cái vết thương, dấu hiệu của vết thương, thì tôi đọc ở tài liệu nào đó họ nói như vậy. Vết thương đường ruột ở Ba Chi Bến Tre liên hệ với ai? À, Ba Chi Bến Tre, bên anh ở ngay đập Ba Lai không anh Lý Huân nhỉ? Nếu ngay đập Ba Lai thì anh có thể liên hệ với đại lý Nam Phong ở Gạch Dừa, qua qua chỗ qua chỗ cầu đập Ba Lai một tí. Bên anh có diệt khuẩn định kỳ không ạ? Diệt khuẩn gì ạ? Bạn Ngô Hoàng Vinh ơi, diệt khuẩn gì cơ? Trong ao tôm của chúng tôi thì thường rất hạn chế sử dụng hóa chất thưa các anh chị em. Nhưng nếu trong trường hợp tảo lên nhiều hoặc là có ký sinh có đốm đen thì chúng tôi vẫn phải dùng cái sản phẩm Santa thảo dược của chúng tôi. Đây là cái điều chúng tôi vẫn làm thường xuyên thưa các anh chị em. Nhưng chúng tôi rất hạn chế sử dụng hóa chất. Vâng, cảm ơn anh Lạ Thắng. Anh ở Nam Định và anh đã nhận được thuốc, thì có gì anh cứ triển khai cho ăn thôi anh ạ. Và có gì thì anh liên hệ với Hello Dr. Huy, hoặc là liên hệ với nhóm của Hello Dr. Huy ở tại ngoài Bắc, thì anh chị em sẽ cùng trao đổi với nhau. Đúng rồi, 10 ngày như của mình thì 10 ngày mình lên kế hoạch 10 ngày, nhưng mà tùy vào thời điểm, nếu thời tiết nó ở xung quanh của mình mà nó bị nhiều dịch bệnh quá thì mình cho tăng cường lại 15 hoặc 10 ngày, thì mình dao động cái khoảng thời gian đấy thưa các anh chị. Bây giờ chúng tôi sẽ dao động khoảng thời gian đấy để chọn ra. Và nếu như chúng ta cho ăn định kỳ như vậy thì liều lượng nó chỉ khoảng 2 gram trên 1 kg thôi thưa các anh chị. Và nguyên lý dùng thuốc thì như này, tôi muốn chia sẻ luôn với các anh chị về nguyên lý sử dụng thuốc. Ngày đầu là ngày dập dịch, đấy là nguyên lý nha thưa các anh chị em. Giống con người chúng ta cũng vậy, bất kể một cơ thể nào thì ngày đầu tiên là ngày chống bệnh, vì ngày đầu tiên bao giờ cũng phải cao gấp đôi so với những ngày tiếp theo. Ví dụ như ngày đầu tiên là chúng ta cần phải cho ăn 5 gram trên 1 kg, nhưng sau đó từ ngày mai thì chúng ta chỉ cho ăn 2,5 kg thôi. Đây tại lý do tại sao lại như thế, 2,5 gram trên kg. Lý do chúng ta lại tại sao phải làm như vậy ạ? Ngày đầu tiên chúng ta đưa thuốc vào để tấn công, để khoanh vùng những cái mầm bệnh, và khi đã ức chế và khoanh vùng nó được rồi thì chúng ta chỉ cần liều duy trì thưa các anh chị, liều duy trì để chúng ta diệt nó thôi.
chúng ta không cần phải cho ăn liều cao quá. Tôi thấy rằng bà con thì thường ngày nào cũng cho ăn 5 gram, 10 gram và cho ăn đều như thế. Thì quả thực cho ăn đều như vậy cũng được, nhưng nó bị lãng phí cho chúng ta được anh chị. Thưa bà con là chúng ta bị lãng phí thuốc ra. Thế điều này thì dẫn đến chi phí của chúng ta nó bị sẽ tăng lên, và nó chi phí cho thuốc cũng quá nhiều. Thì điều này rất là quan trọng thưa các anh chị em. Ở Cà Mau có anh ạ, Lê Quốc Cường, anh Lê Quốc Cường nhớ, ở Cà Mau có đại lý anh ạ. Và qua cái livestream này thì cũng muốn chia sẻ luôn là lý do tại sao chúng ta nuôi tôm. Có rất nhiều câu hỏi và nhiều anh chị em comment là nuôi tôm thì làm giàu cho đại lý, làm giàu cho tất cả các công ty. Xin thưa điều này là điều rất tiêu cực thưa các anh chị em. Thế tại sao chúng ta cũng giống họ, sao chúng ta không làm đi? Thì qua những buổi livestream này chúng tôi muốn rằng là tất cả các anh chị em, ai mà tâm huyết với nghề nuôi trồng thủy sản đang nuôi tôm, các anh chị em đều có thể liên hệ với chúng tôi để trở thành những nhà phân phối của chúng tôi ở bất kỳ nơi đâu thưa các anh chị ạ. Chúng ta, các anh chị sẽ trở thành nhà phân phối của chúng tôi bất kỳ nơi đâu, chúng ta sẽ làm được, không vấn đề gì cả thưa các anh chị em. Chúng ta cứ làm đi, và vì lý do chúng ta không làm và chúng ta không muốn làm thì chúng ta lại đổi thừa là làm giàu cho người này người kia. Thực ra chúng ta đều có thể làm giàu được hết thưa các anh chị em, chúng ta đang làm giàu được hết. 3-4 anh chị em, các anh chúng ta nuôi trồng 4-5 người gần nhau, 5-6 hộ gần nhau, chúng ta chung lại, chúng ta lấy một cái cốt nào đó, chúng ta mở ra một đại lý và chia nhau, thì quả thực đây là một điều rất là tuyệt vời thưa các anh chị em. Tôi muốn điều này để làm sao ạ? Để giảm cho các anh chị em giảm được chi phí nhiều xuống. Lên men đậu lành, lên men đậu lành thì ở trong YouTube của mình có một cái bài đấy, có một cái bài rất là cụ thể, bạn có thể vào bạn tìm lại ở trên YouTube của mình, xem lại trên YouTube của mình có một kênh, có một bài. Nếu như vậy thì ngày mai mình sẽ up thêm một bài nữa về đậu nành. Còn về men men tiêu hóa thì như này, chúng tôi cũng có làm luôn cả rất là nhiều cái YouTube ở trên trên kênh Hello Dr. Huy, các anh chị em có thể vào. Tôi có đường link lúc nãy thì tôi xin phép tôi sẽ bấm lại cái đường link để cho các anh chị em có thể vào đó và tìm clip ở trên đó liên quan đến tất cả những vấn đề anh chị em đang hỏi. Ngày mai chúng tôi sẽ làm một cái việc là chúng tôi sẽ soạn ra tất cả những cái clip này liên quan đến những câu hỏi của các anh chị và sẽ comment bên dưới cho các anh chị nghe. Ngân hãy liên ngân tí chút xíu nữa xong livestream này em sẽ xem nhé, tất cả những clip liên quan đến ủ đậu nành, ủ men tiêu hóa và trả lời cho anh Ngô Hoàng Vinh, trả lời cho anh Hoàng Mạnh Công nha. Rất là nhiều người họ hỏi những vấn liên quan đó, và những clip đó mình đã có thì mình sẽ gửi xuống, gửi lại để cho anh chị em tất cả mọi người họ tham khảo. Vâng, thì luôn tất cả trong những live stream thì tôi cũng đều muốn chia sẻ một điều là chúng ta đều có thể làm giàu với nhau được thưa các anh chị em ạ. Nuôi tôm, mục đích nuôi tôm cũng là làm giàu thưa các anh chị em. Nếu chúng ta không có mục đích làm giàu chúng ta đừng nuôi tôm nữa, ai cũng muốn làm giàu hết. Vâng, thế điều đó mới là điều quan trọng. Nếu như chúng ta làm không được giàu thì chúng ta tìm lại cái cách để chúng ta làm thôi. Chúng ta làm mục đích nuôi tôm là làm giàu, chúng tôi cũng vậy thôi, chúng tôi nuôi tôm như vậy, chúng tôi cũng muốn có giàu mà, tất cả anh chị em ai cũng thế. Và nếu như ai đó hoặc là các anh chị em biết được người thân, biết được tất cả những mối quan hệ nào đó tốt mà có họ có nhu cầu làm đại lý hoặc là phân phối thì hãy liên hệ với Hello Dr. Huy. Các anh chị em hãy liên hệ với Hello Dr. Huy để chúng ta có trao đổi cụ thể hơn, chúng ta có nhiều, chúng ta sẽ tạo cho nhau nhiều cơ hội hơn. Ok, lúc đấy tôi thấy rất là nhiều câu hỏi. Rồi, thì cảm ơn tất cả các anh chị em vẫn đang tiếp tục. Vậy thì cái chủ đề thứ hai đó là năm mẹo để mà giúp cho chúng ta tôm của chúng ta không bị ký sinh trùng. Ba cái phương pháp đầu tiên, ba cái kinh nghiệm đầu tiên là làm sao để cho tôm chúng ta không bị phân trắng, ba lời khuyên đầu tiên đó. Rồi sau đó thì chúng ta có những cái mẹo nhỏ thôi thưa các anh chị em, có 5 cái mẹo nhỏ nhỏ thôi để chúng ta tôm của chúng ta không bị ký sinh trùng. Và khi bị ký sinh trùng thì chúng ta làm như thế nào cho nó hiệu quả. Vì cái chủ đề ngày hôm nay thì còn một cái mục nữa tôi cũng muốn chia sẻ, đó là những bài học dành cho những người nông dân nuôi tôm nếu không muốn tôm bị hoại tử cơ. Thì thưa rằng với tất cả bà con chúng ta nên rằng là có ai nuôi tôm mà chưa bị hoại tử cơ không ạ, bị vi bào tử không ạ, chưa ai mà ao tôm của chúng ta chưa lần nào mà bị cong thân đục cơ không?
Tôi nghĩ rằng đây là ao nào cũng bị hết rồi, và chúng ta gặp nhiều hay ít thôi. Thì chính vì điều này thì hôm nay thì nó có ba cái, bảy cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em, đó là bảy bài học nha. Bảy bài học là dành cho những người nông dân nuôi tôm, nếu mà không muốn tôm của chúng ta bị hoại tử cơ. À, có thể tôi sẽ đưa cái tiêu đề này chạy lên trên để cho chúng ta cùng thấy. Rồi, đấy, chúng ta sẽ đến là bảy bài học dành cho những người nông dân nuôi tôm nếu không muốn mà bị tôm hoại tử cơ. Thưa các anh chị em, chúng ta hãy động viên tôi nào, mọi người ơi, hãy động viên tôi bằng cách bấm chia sẻ, bấm like nào. Chúng ta hãy chia sẻ kênh của tôi và ủng hộ kênh của tôi nhiều hơn để tôi có động lực và làm nhiều video hơn để chia sẻ với tất cả chúng ta. Hoàng Anh đang muốn hỏi là hỏi về thuốc gì em nhỉ? Một ngày thì thường cho ăn 2 lần thôi em ạ, nếu sổ nội ký sinh ngày cho ăn buổi sáng và buổi chiều thôi, hoặc là buổi trưa thì tùy vào cái lúc độ. Nguyên tắc dùng thuốc cho tôm thì chúng ta lưu ý này, nếu như đàn tôm của chúng ta nó ăn, đàn tôm mà ăn khỏe về giấc nào, khi mà nó ăn khỏe ở thời điểm nào thì chúng ta trộn thuốc vào thời điểm đó để hiệu quả của thuốc cao hơn, để tôm của chúng ta sử dụng được thuốc nhiều hơn. Đấy là điều rất quan trọng thưa các anh chị em. Còn 3 cữ hay 5 cữ hay là 7 cữ gì đó không quan trọng, mà nó quan trọng, nó rất quan trọng bằng cách là khi tôm của chúng ta ăn được thời điểm nào và ăn nhiều, nó ăn khỏe thì chúng ta trộn cho ăn, Hoàng Anh nhé. Không nhất thiết là chúng ta cả trộn cả ngày, vì có những thời điểm nó sẽ không ăn đâu, có thời điểm nó ăn rất là chậm. Do đó chúng ta cứ căn xem là cái cữ sáng nó ăn nhiều, cữ chiều nó ăn nhiều thì mình cho ăn 2 cữ là ok, là tốt rồi. Và lưu ý là những ngày sau thì bằng 1/2 so với ngày đầu thôi. Cái liều ngày đầu tiên là liều dập dịch, dập hạn chế khoanh vùng, do đó là liều đầu tiên bao giờ cũng phải cao thưa các anh chị em. Đấy là nguyên tắc sử dụng thuốc. Rồi ok, thì chúng ta sẽ đến những cái bài học chúng tôi muốn chia sẻ, những cái trải nghiệm và những cái bài học chúng tôi đã bị, dành cho những người nông dân là giống chúng ta đang nuôi tôm, nếu mà không muốn tôm của chúng ta bị hoại tử cơ và cộng thân đục cực. Thế thì việc hoại tử cơ nó dẫn đến cũng rất là nhiều nguyên nhân, từ tất cả các anh chị em như là của tất cả bà con chúng ta, là bất kể một bệnh tôm nào nó cũng đều dẫn đến rất nhiều nguyên nhân. Và nguyên nhân đầu tiên vẫn là từ môi trường thưa các anh chị em, đa số là từ môi trường và phát sinh ra các bệnh khác. Vì thực ra trong ao tôm của chúng ta, mầm bệnh luôn luôn sẵn có ở trong ao tôm của chúng ta. Chúng ta không thể nào cam kết là không có mầm bệnh ở trong ao tôm đâu thưa bà con. Điều quan trọng nhất là gì ạ? Là chúng ta thấy rằng khi môi trường của chúng ta phát triển, môi trường của chúng ta ổn định, thì con tôm của chúng ta phát triển tốt, nó tăng sức đề kháng, nó mạnh hơn cái yếu tố mầm bệnh kia. Cái nguyên nhân mầm bệnh kia nó không có cơ hội để nó phát sinh, thì đàn tôm của chúng ta cứ thế nó vượt qua. Và khi môi trường của chúng ta không ổn thì làm cho sức khỏe tôm của chúng ta nó không khỏe. Thì đây là một cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến để cho những cái mầm bệnh nó phát sinh thưa các anh chị. Mầm bệnh nó sẽ phát sinh từ những cái giai đoạn này, từ những cái thời tiết thay đổi này, làm cho tôm của chúng ta giảm ăn này, oxy thiếu này, nước ở trong ao của chúng ta bị ô nhiễm, chúng ta không thay nước này, nước ở chúng ta không có phèn nhiều, chúng ta không xử lý tốt này. Rất là nhiều các vấn đề như vậy để giúp cho cái tác nhân bệnh nó bùng phát bất kể lúc nào thưa các anh chị em. Hết cả 2 bữa hả anh Huy? Ok, trộn 2 bữa em ạ, các loại men được. Ủ hả anh? Không, đối với tất cả cái men tiêu hóa của chúng tôi thì thưa các anh chị, như này tôi muốn giải thích luôn về cái câu chuyện có rất là nhiều anh chị em đang hỏi, như là bạn Phương Nguyễn đang hỏi rằng là men, thì tôi chia sẻ như này. Vì trong cái men tiêu hóa của chúng ta, hay chúng ta thường gọi đó là một số cái khuẩn có lợi, thì khi chúng tôi đóng như vậy, khi chúng tôi sản xuất thì quả thực như này, nó ở dạng ngủ đông. Và nếu không được kích hoạt thì các anh chị em không được kích hoạt và đưa thẳng xuống nước ngay, thì nó
tác, nó vẫn có tác dụng của một số enzyme thưa các anh chị nhé, trong đó nó có một số cái enzyme, và khi thì nó vào trong đường ruột tôm thì chỉ enzyme lúc này phát huy tác dụng thôi, còn tất cả những khuẩn có lợi mà nó đang ngủ đông kia nó sẽ không có thời gian vì đường ruột tôm nó ngắn chút xíu, anh chị em thấy không ạ, ăn vào đến đâu nó ỉa ra đến đó rồi, thì cái khuẩn có lợi này lúc này nó chưa đủ thời gian để nó sinh khối. Thưa các anh chị em, thì chính vì vậy tôi muốn rằng là chia sẻ với bất kể một cái loại men nào mà các anh chị em đang cho ăn, các anh chị em cứ ủ chúng tôi, ủ ấm mức độ là 40 độ C, độ ấm như vậy. Thưa các anh chị em ạ, ủ ấm nhé, nước ấm như vậy, và ủ đến sáng mai 10 giờ các anh chị em ủ, và đến sáng mai thì chúng ta cho ăn. Cho ăn, chúng tôi ủ một lượng đủ để cho ăn cả ngày luôn. Còn chúng tôi đã có những video này rồi. Thưa các anh chị em, nếu ai mà chưa ấy thì chúng ta vào kênh YouTube Hello Dr. Huy để tìm lại những video này. Các anh chị em sẽ thấy là hướng dẫn rất chi tiết. Vì cái điều quan trọng là chúng ta kích hoạt những cái khuẩn đang ngủ đông này. Những cái khuẩn vi khuẩn có lợi này nó đang được ngủ mà. Nó ở trạng thái ngủ thì khi mà chúng ta trộn như vậy thì thưa xin thưa với anh chị em, có vài phút tôi làm sao nó sinh khối lên được. Thì điều quan trọng nhất chúng tôi đang làm là chúng tôi ủ qua khoảng 10 tiếng, 10 giờ đêm tầm này bắt đầu ủ, và sáng mai chúng tôi cho ăn cả ngày như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng các anh chị em nhìn thấy đường ruột tôm của chúng tôi lúc nãy, đường ruột rất là ok thưa các anh chị em. Đây cũng là, tôi cũng không khẳng định đây là một cái có thể hỗ trợ đường ruột tôm của chúng tôi tốt, nhưng đấy là một cái làm cho chúng ta cảm thấy tốt thưa các anh chị, chúng ta cảm thấy tự tin hơn, đấy là điều quan trọng hơn. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị em. Vậy thì cái hoại tử cơ này nó rất là nhiều nguyên nhân, nó có thể do virus thưa các anh chị em, đúng không nào? Trong đàn tôm của chúng ta có nhiều người hỏi là tôm của tôi rớt khoảng 5-10 kg, có, chúng tôi cũng bị như vậy mà. Khi lột và tự nhiên nó búng lên, hoặc là không lột nhưng mà nó con tôm rất là khỏe búng lên một lúc, rồi thấy những cái đốm đỏ ở trên cái đốt thứ hai từ dưới lên đốt đuôi đấy, đốt thứ ba đuôi đỏ, hoặc là giữa thân của nó. Thì thưa các anh chị, đây là cũng là do một loại virus hoại tử cơ. Thì thực ra là nếu đã virus thì không có thuốc để chữa thưa các anh chị, như vậy chả có thuốc nào để chữa được virus. Và tôi thấy rằng đến bây giờ thì hầu như tôi thấy rằng là chưa có thuốc nào đặc trị virus, nhưng nó ức chế bằng cách là tăng cái sức đề kháng của vật chủ lên thưa các anh chị em, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tăng sức đề kháng của vật chủ lên để vật chủ có nhiều sức khỏe kháng được tất cả những cái loại bệnh này, vật chủ sẽ bung được ra và vật chủ sẽ lướt qua được một số cái bệnh này. Vậy thì hoại tử cơ đây là một điều làm rất ảnh hưởng cho tôm của chúng ta, tỷ lệ hao không chết ngay đồng loạt nhưng cứ mỗi một ngày làm chết 5 kg, 10 kg, 7 kg thưa các anh chị em, và đến lúc chúng ta thu tôm lên thì chẳng còn bao nhiêu tôm cả. Đây là một cái ảnh hưởng rất lớn thưa các anh chị em. Vậy thì điều chúng ta cần làm là gì ạ? Bài học đầu tiên chúng ta cần làm đó là xử lý môi trường cho tốt, và bất kể một bệnh nào thì điều quan trọng nhất vẫn là môi trường. Và điều thứ hai chúng ta cần ở đây là chúng ta cần phải có lượng khoáng chất và dinh dưỡng bổ sung cho tôm của chúng ta tốt hơn, đảm bảo rằng lượng dinh dưỡng nó đủ để cho tôm của chúng ta phát triển và chống được, kháng được một số bệnh. Đấy. Rồi đến cái câu chuyện nữa là khi chúng ta kiểm soát môi trường thì làm sao đó chúng ta làm cho kiềm của chúng ta, thưa các anh chị em, tôi thấy rằng kiềm là điều rất quan trọng. Chúng ta phải để kiềm lên khoảng 130 cho đến 150 thì ổn. Còn nếu kiềm thấp hơn dưới 100 thì đây là một trong những cái yếu tố giúp cho những cái bệnh hoại tử cơ này nó càng phát triển lên. Vì khi kiềm của các anh chị thấp, pH các anh chị thấp thì tôm lột liên tục thưa anh chị. Tôm mà chúng ta lột liên tục như vậy thì không đủ dinh dưỡng, chúng ta không đủ cho ăn đủ dinh dưỡng vào, và thế thì làm cho đàn tôm của chúng ta nó sẽ không làm vỏ tốt được. Thì đây là một tác nhân để cho ký sinh trùng này đủ thứ nó tấn công vào và gây ra chết hàng loạt. Cái việc tiếp theo mà chúng ta cần làm, đây là cái bài học làm sao nó để hạn chế được, thì chúng ta luôn có một nguồn nước thưa các anh chị em, nguồn nước đảm bảo đủ để cung cấp vào trong ao nuôi của chúng ta. Thì nhiều hay ít thì tùy vào môi trường, tùy vào cái quy trình thưa các anh chị, tùy vào cái quy trình của chúng ta làm, có thể là thay 20%, thay 30%, thay 50%, thì mỗi một quy trình khác nhau thì chúng ta sẽ có một phương pháp làm khác nhau. Và tôi cũng chia sẻ với các anh chị, đây là những điều chúng ta phụ thuộc với người kỹ thuật đang đứng trực tiếp cho các anh chị. Người kỹ thuật đó họ sẽ quyết định được là họ cần thay bao nhiêu nước.
điều người kỹ thuật đây là người rất họ rất là quan trọng thưa anh chị em, vì họ trực tiếp ở dưới ao. Còn như chúng tôi hoặc là các anh chị em, những người mà lâu lâu mới xuống ao thì chúng tôi chỉ chẳng qua đây là một cái cơ bản để chia sẻ với tất cả các anh chị em thôi. Thế thì điều quan trọng nữa là chúng ta cần bổ sung khoáng. Thưa các anh chị em, bổ sung khoáng thì có rất là nhiều loại khoáng trên thị trường. Ví dụ như chúng tôi có những cái sản phẩm công thức đục cơ, đó là Mineral 1, Sonata, Capsule. Capsule thì đây là một trong sản phẩm mà được rất là nhiều bà con dùng để làm cứng vỏ thưa các anh chị, hỗ trợ cho tôm của các anh chị lột xong cứng vỏ nhanh. Điều này giúp cho cái vi khuẩn và những loại mầm bệnh sẵn có trong ao của các anh chị nó không xâm nhập được vào trong tôm. Và có một cái điều quan trọng nữa tôi muốn chia sẻ với các anh chị, tốc độ dòng chảy trong ao của các anh chị. Tôi không biết rằng là các anh chị có để ý hay không, nhưng tốc độ dòng chảy trong ao là điều quan trọng đối với giai đoạn tôm của chúng ta đang lột. Thì tôi thấy rằng nếu như khi tôm lột xuống, tôm sẽ không bơi được. Và khi không bơi được thì dòng chảy quá nhanh, nó sẽ cuốn tôm ra hố siphon. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôm bị hao. Thì chúng ta, các anh chị em, những người làm trực tiếp thì chúng ta cũng lưu ý cái việc này. Hãy để ý rằng ngày hôm nay chúng ta giảm tốc độ dòng chảy của ao xuống. Thì so với lúc trước chúng ta để là dòng chảy để quạt nhiều, để cho quạt chạy liên tục 2-3 quạt như vậy thì nước nó chảy nhiều, thì một ngày hôm nay hoặc đợt này chúng ta giảm xuống một quạt. Nhưng phải cần phải tăng đủ lượng oxy bằng cách là phải bổ sung thêm vỉ oxy xuống để làm sao đủ. Và ở giai đoạn tôm lột như vậy thì chúng ta phải là người biết được ngày hôm nay tôm lột bao nhiêu phần trăm. Điều này rất quan trọng thưa các anh chị em, chỉ có ngồi trực tiếp ở ao thì mới biết được việc này thôi. Còn nếu như không ngồi trực tiếp ở ao thì chúng ta sẽ không biết được là ngày hôm nay tôm của chúng ta lột như thế nào cả. Chúng ta sẽ có cảm giác tôm lột như nào, đây là điều rất quan trọng. Thì khi tôm các bạn làm như vậy, các bạn bổ sung khoáng đúng thời điểm, đúng lúc thì giúp cho tôm của chúng ta nó cứng vỏ và nó bơi được. Nó nhanh cứng vỏ hơn thì một số mầm bệnh nó không xâm nhập được vào trong cơ thể của tôm. Và như vậy thì đồng thời với việc đó thì chúng ta bổ sung khoáng vào để giúp cho cơ thể tôm của chúng ta hấp thụ khoáng trực tiếp trong nước được. Đấy, khoáng thì nó có rất là nhiều loại ở trên thị trường, có rất là nhiều. Các anh chị có thể dùng CaCO3, có thể dùng Dicasifos, các dùng rất là nhiều. Thưa các anh chị em, nếu mà nói về tên sản phẩm thì ở trên thị trường rất là nhiều. Do đó các anh chị em, chúng ta đang xài những sản phẩm nào quen thuộc của các anh chị em thì các anh chị em có thể sử dụng. Nhưng cái điều quan trọng hơn về sản phẩm thì chúng ta có thể là dùng vào thời điểm nào, chúng ta thay đổi đi. Vì trong một quá trình làm thì tôi nghĩ rằng là tôi chia sẻ với các anh chị là tôi luôn thay đổi tất cả mọi việc. Tôi không phải là lúc nào cũng làm theo một cái quy trình cố định. Tôi thường thay đổi nếu tôi cảm thấy rằng là cái công việc tôi đang làm nó không hiệu quả, thì tôi đặt câu hỏi là còn việc gì tốt hơn không. Do đó và trong ao tôm cũng vậy, tôi thì luôn đặt câu hỏi như vậy. Và nếu như hôm nay chúng ta xài cái sản phẩm này, chúng ta cảm thấy nó chưa đúng như ý của mình, thì mình sẽ tìm đặt câu hỏi nó là còn điều gì tốt hơn nữa không để chúng ta triển khai. Thưa các anh chị em, có thể tăng liều nó lên vì có thể chưa đủ liều, hoặc có thể là vì dòng chảy ở trong ao của chúng ta chưa đủ. Thì tôi thấy rằng tốc độ dòng chảy cũng là một yếu tố rất quan trọng để khi mà tôm của chúng ta nó lột, nó sẽ không bị nhiễm bệnh, không bị hoại tử cơ. Thưa các anh chị em, ngoài tử cơ thì chỉ có cách là bổ sung môi trường tốt và chúng ta bổ sung thêm một số loại khoáng. Các anh chị em cứ thấy tham khảo của khoáng trên thị trường rồi chúng ta dùng loại nào tốt, đảm bảo nhất, chúng ta tự tin nhất. Thưa các anh chị em, hello Hoàng Văn Tuấn, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên live stream của Hello Dr. Huy. Vì chương trình và đến bây giờ thì bắt đầu là chúng ta cũng đã trải qua được ba cái câu chủ đề của ngày hôm nay. Thế thì bây giờ thì muốn rằng là chia sẻ nhiều hơn về một số cái sản phẩm, thì không biết là có anh chị nào quan tâm đến cái sản phẩm nào, sản phẩm gì để chúng ta cứ comment xuống bên dưới để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Thả sản dòng sản phẩm dinh dưỡng, rồi dòng sản phẩm xử lý môi trường, sản phẩm tăng pH, sản phẩm phương pháp làm tăng pH, hoặc là rất là nhiều thứ chúng ta cũng cần trao đổi với nhau. Thưa các anh chị em, thì chúng ta cứ đặt câu hỏi ở bên dưới.
Hello mọi người ơi, lâu quá rồi chúng ta lại không tương tác với nhau. Hãy bấm số 1 nếu như các anh chị em vẫn đang ngồi ở trên vẫn đang coi live stream của Hello Dr. Huy. Hãy bấm số 1 ở bên dưới để cho tôi biết rằng là các anh chị em tất cả chúng ta vẫn đang có mặt trực tiếp và vẫn đang theo dõi live stream này. Hello mọi người ơi. Ok, cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, cảm ơn các anh chị đã bấm số 1. Tôi đã nhìn thấy là rất là nhiều anh chị em vẫn đang theo dõi cái live stream này, vẫn đang là trực tiếp theo dõi live stream này. Mọi người ơi, hãy bấm số 1 để cho chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn đang tương tác với nhau, vì trong cuộc sống này nếu như chúng ta càng tương tác nhiều với nhau thì chúng ta sẽ cảm thấy nó gần gũi nhau hơn. Các anh chị thấy đúng không ạ? Thì trong cuộc sống nếu như có thân mà chúng ta không tương tác với nhau thường xuyên thì cảm thấy là chúng ta sẽ khác, rất là xa cách. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người cũng đã bấm số 1, tôi thấy rằng số 1 rất là nhiều. Vậy thì anh chị em ơi, hãy bấm vào nút chia sẻ cái live stream này để nhiều người biết hơn nào. Chúng ta hãy giúp tôi để chia sẻ cái live stream này đến nhiều người hơn. Ok, cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Thực ra thì nó là một cái thói quen thôi, các anh chị ạ. Chúng ta hãy làm một việc gì đó và làm đến khi thay đổi được một cái việc mà từ thói quen cũ trở sang thói quen mới, và một thói quen mới tích cực hơn thói quen cũ, thì chúng ta cần phải rèn luyện. Chính vì vậy tôi rất cảm ơn các anh chị em là vẫn thường xuyên theo dõi live stream của tôi, vì hàng ngày tôi muốn rằng tôi sẽ không bỏ một ngày nào, tôi sẽ tập cho tôi có một cái thói quen là đến 8:30 hàng ngày thưa các anh chị em. Nhưng tuy nhiên thì tối thứ ba thì xin phép tất cả anh chị em là tôi sẽ không live stream vào lúc 8:30, vì tối thứ ba tôi có một cái cuộc họp. Tuần nào cũng vậy, chúng tôi có một cái buổi học đêm vào tối từ 8:00 cho đến 11:30 hoặc 12:00 tùy vào từng hôm. Thì chính vì vậy là tối duy nhất tối thứ ba có thể tôi sẽ chuyển kênh làm sớm hơn. Nhưng tôi không muốn điều này, tôi vẫn muốn là 8:30 anh chị em chúng ta có mặt, và hàng ngày như thế thì nghỉ ngày thứ ba cũng không sao. Đây là tạo cho mình một thói quen mới, một thói quen đúng giờ 8:30 chúng ta gặp nhau. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em. Tôi thấy rằng một cái buổi live stream như vậy ngày hôm nay rất là tuyệt vời thưa các anh chị em ạ. Vậy thì tôi muốn rằng là chúng ta sẽ có thêm một vài cái chủ đề nữa, đúng không nào? Đây sẽ thêm một cái chủ đề nữa. 5 phút nữa, tôi sẽ copy cái điều này. Tất cả những cái chủ đề này thì đều có ở trên YouTube thưa các anh chị em nhé. Tôi sẽ đều để ở trên YouTube. Đây sẽ thêm một cái chủ đề mới. Năm phút này sẽ làm thay đổi cách mà các bạn đang nuôi tôm mãi mãi. Ok thưa các anh chị em, rất là điều tuyệt vời trong cái thông điệp này. Tôi rất là tuyệt vời khi trong khoảng 5 phút nữa tôi sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị em có một cái thói quen làm cho chúng ta thay đổi cái cách nuôi tôm mà chúng ta đang làm, để chúng ta có một cái cách mới hơn, hiệu quả hơn so với những cái thói quen cũ của chúng ta. 5 phút. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị em đang có mặt ở live stream Hello Dr. Huy, chúng ta muốn được có 5 phút để làm cho chúng ta thay đổi mà cách mà chúng ta đang nuôi tôm này không ạ? Nếu mà chúng ta vẫn đang theo dõi live stream này, hãy comment xuống bên dưới cho tôi biết rằng là chúng ta đều đang muốn trong 5 phút tới. Trong 5 phút tới thì chúng ta sẽ có được một cái live stream. Thưa các anh chị em, trong 5 phút tới thôi thì chúng ta sẽ có được một cái cách để làm sao chúng ta thay đổi được cái cách chúng ta đang làm, đang nuôi tôm mới này, để chúng ta có một cách mới hoàn toàn để chúng ta áp dụng vào trong quá trình nuôi tôm để chúng ta đạt được cái kết quả giống như chúng ta mong muốn.
Xin chào bạn Khải Lê, bạn Đông Như Kim, cách phòng phòng trị hoại tử cơ. Ao bạc, tôm lội theo mé, sao hả anh? Tôm của bạn bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Bạn Khải Lê nhỉ? Hello bạn Khải Lê ơi, tôm của bạn, bạn cứ có thể là chia sẻ những cái thông tin cụ thể hơn về ở trên này để cho tất cả những anh chị em cũng đang theo dõi livestream đây, có thể là cái những điều này tôi không biết, nhưng mà còn tất cả các anh chị em ở trên livestream này rất là nhiều người biết thì họ cũng sẽ giúp giúp bạn, họ sẽ comment và chia sẻ với chúng ta để chúng ta học được mà chúng ta sẽ có một cái gì đó mới. Tôi biết rằng ở livestream này, trong đang livestream này thì có rất là nhiều anh chị em rất là giỏi về về kỹ thuật tôm, về làm rất là giỏi, thì chính vì vậy các anh chị em ạ, chúng ta cứ comment những điều chúng ta cần hỏi đến đây. Và tôi muốn rằng tất cả những anh chị em đang có mặt ở đây, chúng ta cũng đều chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chúng ta đến tất cả mọi người để giúp nhau, chúng ta học ở nhau, học ở một cái điều mới, một cái điều mà chúng ta đã biết nhưng ở trạng thái mới, thưa các anh chị. Ok, cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn. Vậy thì tôi trước khi nói ở cái câu chuyện làm sao để chúng ta thay đổi cách mà nuôi tôm, thì đây là cái đầu tiên mà lúc tôi bắt đầu quay lại nuôi tôm sau thời gian khoảng hơn 10 năm. Có nghĩa là lúc tôi nuôi tôm từ 2003 cho 2004 tôi nuôi ở tại Sóc Trăng, ấp Nhà Thờ, chỗ Trần Đề bây giờ. Thì sau đó thì tôi nghỉ một khoảng thời gian và đến năm 2015 hoặc 14 gì đó tôi bắt đầu quay xuống Hà Tiên nuôi tôm lại. Và những cái trải nghiệm ban đầu về con tôm thẻ, thưa các anh chị, lúc trước là nuôi tôm sú hoàn toàn. Và thời điểm tôi xuống thì lúc đó là mới nuôi tôm thẻ tại cái khu mà tôi đang ngồi ở đây. Thưa các anh chị, như vậy, đây là cái khu mà tôi đã xuống đây làm. Thì tôi và một người cộng sự của tôi, cậu này bây giờ về Vĩnh Long, cậu làm bên thức ăn robot thì phải. Hai thầy trò tôi đã phải, thưa các anh chị, là phải vớt bọt nguyên một đêm. Và sau đó thì tôi thấy rằng là bạn cộng sự của tôi, bạn mệt rồi, bạn rất là mệt vì phải đi vớt bọt rồi, thì tôi đã để cho bạn ấy đi nghỉ trước, đi ngủ trước, thưa anh chị. Và một mình tôi vớt bọt cho đến sáng, và tôi cứ đi vớt bọt thì lại càng vớt, thưa anh chị. Chắc là tôi biết rằng là một số anh chị cũng đã gặp trường hợp này, chúng tôi càng vớt bọt lên thì bọt nó càng nổi, và càng vớt thì nó càng nổi, nhưng mà đến sáng thì khi có ánh nắng mặt trời thì nó lại hết. Và thì lúc đó thì thực sự là chúng tôi rất là nhiều thuốc, thưa các anh chị em. Nhưng mà lúc đó thì tôi lại chưa tìm ra được cái phương án nào khả thi nhất. Lúc đó tôi phải đi vớt như vậy mất khoảng 2 đêm, thưa anh chị em. Và sau đó thì như này, có một cái sản phẩm các anh chị em vẫn đang thấy mà tôi vẫn rất hay là chia sẻ với các anh chị em, thảo dược của tôi ở chị Phân Trắng. Xin lỗi, không phải chị Phân Trắng, Santa. Với đà Santa của tôi, khi các anh chị em đánh cái sản phẩm này xuống với cái môi trường nước ao của anh chị em mà đang bị dơ như vậy, hữu cơ nhiều như vậy, thì cái sản phẩm này hình như nó tách được cái mạch của oxy thì phải, mạch của nước, nó bẻ gãy một cái mạch nào đó thì tôi cũng không, cái này không cụ thể, nhưng tôi thấy rằng khi các anh chị đánh xuống, nước rất là bóng và bọt không còn nữa đấy, rất là tuyệt vời, các anh chị em chúng ta hãy tìm hiểu cái hiện tượng này. Và tôi biết rằng đến bây giờ thì rất nhiều anh chị em là chúng ta không cần phải dùng phương pháp này, nhưng đây cũng là một trong những cái phương pháp tôi thấy rằng ở ao đất, thưa các anh chị em, ao đất thì chúng ta hay gặp. Còn đối với những ao bạt thì bây giờ quả thực là cũng rất là nhiều, khi chúng ta sinh khối vi sinh nhiều ao, rất là nhiều bọt, tôi thấy rằng rất nhiều ao nhiều bọt như vậy vì lượng sinh khối vi sinh của chúng ta nhiều, do đó là nó có thể là gây bọt lên như vậy. Thế thì cái điều mà trong 5 phút này tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, giống như tất cả các live stream trước tôi vẫn nói là chúng ta cần thay đổi tư duy ở một phần nào đó. Chúng ta nghĩ tích cực hơn về cái công việc nuôi tôm, và chúng ta đừng nghĩ rằng là nuôi tôm đấy là sự hên xui may rủi nữa, thưa các anh chị em ạ. Đây là một cái nghề, và cái nghề thì bắt buộc chúng ta cũng phải có tham gia, chúng ta cũng phải có một ít kiến thức nhất định. Chúng ta không được nói rằng đây là nghề bà cậu và đây để may rủi. Thưa các anh chị em, thường đa số chúng ta là đều có những suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng nghề nuôi tôm thì là nghề bà cậu, nhưng không phải đâu, thưa các anh chị em. Khi các anh chị em đắm chìm với con tôm, các anh chị em sẽ cảm nhận được điều này. Tôi biết rằng rất nhiều người thành công ở ngoài kia, không ít người thành công đâu, thưa các anh chị em, họ nuôi rất thành công vì họ đam mê. Chính bản thân của tôi cũng chưa đam mê bằng họ ở lĩnh vực này,
Do đó là các anh chị em hãy tìm những người ở xung quanh mình, hoặc là trên những diễn đàn các anh chị em mà chúng ta thấy ai đó họ rất đam mê về con tôm, họ nghiên cứu nhiều về con tôm, thì chúng ta cứ vào những diễn đàn đó và chúng ta trao đổi, giống như các anh chị em vẫn đang trao đổi với tôi ở đây. Điều này rất tuyệt vời, giúp cho anh chị em, giúp cho chúng ta học được rất là nhiều điều. Tôi cũng vậy, tôi học được rất là nhiều điều qua những cái chương trình như này. Đấy là một cái đầu tiên về gọi là cái tư duy, thưa các anh chị em. Và tôi thấy rằng là nuôi tôm thì điều quan trọng nhất, thưa các anh chị em ạ, có hai thời điểm chúng ta cần quan tâm lưu ý nhất trong ngày đối với những đàn tôm của chúng ta, kể cả là ao bạc hay là ao đất. Tôi thấy rằng lúc khoảng 7 giờ tối, thưa anh chị em, 7 giờ tối hoặc 7 rưỡi 8 giờ gì đó cũng được, các anh chị em nên phải đi ra ao và xem tôm, cầm đèn xem tôm. Đây là một thời điểm rất là nhạy cảm, vì khi nó thay đổi, nó giao thời tiết nó đang trao đổi, nó thay đổi từ buổi chiều, từ lúc có oxy, từ lúc có ánh nắng sang đến cái giai đoạn không có oxy, và thời điểm lượng oxy giảm dần đi. Đây là một trong những thời điểm lưu ý, thưa các anh chị, đây là thời điểm chúng ta cần phải ra ao nhiều hơn để theo dõi đàn tôm của chúng ta. Việc thứ hai đó, chúng ta phải dậy sớm hơn một chút. Đối với trong nuôi tôm, chúng ta cần phải dậy sớm 4 rưỡi 5 giờ gì đó, chúng ta cần phải đi ra ao để chúng ta kiểm tra cái lúc này, vì nguyên lý bao giờ cũng thế, đây cũng là một thời điểm để rất trao đổi. Qua một đêm, rất nhiều thứ ở dưới đáy ao của chúng ta nó thay đổi, thưa các anh chị em. Chính vì vậy thời điểm 5 giờ sáng đây là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm để chúng ta kiểm tra tôm và kiểm tra môi trường ao tôm của chúng ta. Thì chính như vậy thì khi chúng ta làm được điều này, đây là một trong những cái chúng ta đã, anh chị đã giúp được đàn tôm của chúng ta, hỗ trợ được đàn tôm của chúng ta nhanh nhất những cái thời điểm nhạy cảm. Tôi biết rằng là chúng ta thường 6-7 giờ chúng ta mới ra xem tôm. Khi nuôi nhiều như vậy thì các anh chị ạ, nuôi nhiều như vậy, có một điều của chúng ta cần làm là hai giai đoạn, hai thời điểm chúng ta cần lưu ý. Đó là 7 rưỡi 8 giờ tối và 4 rưỡi 5 giờ sáng, chúng ta cần phải đi quay xung quanh ao. Đi chúng ta phải kiểm tra tôm. Tôi thì có một thói quen như vậy, bất kể là lúc trước tôi ở dưới ao tôm thì bao giờ cũng thế, tôi luôn luôn đi xung quanh ao tôm vào lúc đêm. Và tôi cầm đèn, tôi ngồi, tôi soi, tôi xem tôm. Đấy là điều mà tôi cảm thấy đây là rất là tuyệt vời, thưa các anh chị em. Vậy thì chính vì vậy thì chúng ta cần thay đổi tư duy một chút và chúng ta thay đổi cách làm một chút, thưa các anh chị. Đây là điều rất quan trọng. Chính chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều từ cái ao tôm này. Những cái ao tôm như vậy chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Như chúng tôi trải qua rất là nhiều ao, rất nhiều hiện tượng rồi, thì chúng tôi sẽ được có nhiều trải nghiệm hơn, thưa các anh chị em. Vâng, thì ở đây thì cũng có một vài câu hỏi của các anh chị em, tôi muốn đọc sơ bộ để chúng ta, nếu anh chị em nào biết thì cũng chia sẻ dùm cho tất cả những bà con, những anh chị em đang có mặt trên live stream này để chúng ta học hỏi nhiều hơn nữa. Ví dụ như chỗ anh Khải Lê thì anh có hỏi là 80 ngày 50 con trên 1 kg, đột nhiên ăn nhá không hết. Anh nhờ Khải Lê anh sẽ cho thêm một vài thông tin, ví dụ như là cái hiện tượng này xảy ra lâu chưa, và tôm của anh thì nó lột như thế nào. Vì có thể là trong thời điểm lột thì tôm nó cũng giảm ăn, nhưng mà tuy nhiên nếu như anh nói giảm ăn như này thì nó không phải là yếu tố là lột vỏ đâu. Anh sẽ cho thêm, xin thêm vài thông tin nữa để chúng ta cùng nhau, tôi sẽ chia sẻ ở trên này để các anh chị em ở trên này cũng có thể chia sẻ thêm với anh. Đây là cái thời điểm, thưa các anh chị, 5 phút này thì tôi đang chia sẻ với các anh chị về tư duy và cái cách làm sao đó để chúng ta đi thăm tôm vào thời điểm nào để cho phù hợp nhất. Vì thực ra ban ngày thì nếu như chúng ta ra ao tôm, thưa các anh chị em, thì thời điểm ban ngày là chúng ta sẽ thấy khác hoàn toàn so với ban đêm, và nhất là thời điểm buổi chiều tối lúc 7 rưỡi hoặc 8 giờ tối và lúc 4 rưỡi 5 giờ sáng. Đây là hai thời điểm rất nhạy cảm. Nếu chúng ta chịu khó đi vào thời điểm này, chúng ta sẽ kiểm tra được tôm của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được những hiện tượng nó thay đổi ở trong ao tôm của chúng ta rất là rõ ràng, thưa các anh chị em. Vâng, anh Khải Lê, anh có thể cho thêm, xin thêm vài thông tin về liên quan đến cái đàn tôm của anh ạ. Tôi thấy rằng giá hình như đợt này 50 con cũng rất là cao rồi. 50 con ở tại Hà Tiên này hôm qua tôi hỏi thì nằm đâu đó 135 hay 140 ngàn gì đó. Nhưng mà do khu này bây giờ chỉ chẳng còn tôm, không còn một ao tôm nào cả, do đó là tôi không để ý đến cái chuyện này.
khởi động lại tí nhỉ các anh chị em ơi. Hello mọi người ơi, hãy vẫy tay hay là bấm like nào để chúng ta tương tác với nhau nó tốt hơn nào. Điều rất là tuyệt vời, không biết là các anh chị hôm nay có qua cái live stream này thì các anh chị thấy rằng là có cái điều gì giúp cho các anh chị, hoặc là các anh chị cảm thấy vẫn tiếp tục thích xem những cái live stream của tôi vì điều gì không ạ? Các anh chị có thể là comment xuống bên dưới dùng để tôi biết ra những cái tôi cần phải thay đổi cái gì đó để giúp cho chúng ta tương tác với nhau tốt hơn. Thưa các anh chị em, các anh chị em ơi, chúng ta hãy chia sẻ, và anh chị em ơi hãy đừng quên là chia sẻ dùm Hello Dr. Huy kênh YouTube để tôi sớm đạt được một cái mốc gọi là 1.000 người đầu tiên. Đến ngày hôm nay thì chúng chia sẻ với tất cả các anh chị là tôi đã được 600-700 rồi, nhưng mà tôi muốn rằng là cái tốc độ này nó sẽ lên nhanh hơn nhờ sự giúp đỡ của các anh chị em. Các anh chị em hãy chuyển qua kênh YouTube Hello Dr. Huy và chia sẻ cái Hello Dr. Huy này. Hãy bấm vào chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho tôi. Hello mọi người ơi, hello mọi người, hãy comment trong bên dưới một điều gì đó, bấm số 1 hoặc số 1, số 2 gì tùy các anh chị em thôi. Cái chỗ nào mà gần tay các anh chị nhất thì các anh chị bấm dùng để tôi biết rằng là cái sự tương tác của chúng ta nó vẫn còn đang, các anh chị vẫn đang tương tác với tôi. Không biết cái câu hỏi của anh Khải Lê thì lấy giờ thì chúng ta chia sẻ như vậy thì anh cảm thấy cái câu hỏi cái sự chia sẻ nó như thế nào nhỉ? Hello mọi người ơi, tôi sẽ bấm tiếp tục vào cái tôm rớt cục thịt có sản phẩm nào. Mỗi ngày xi phun nhưng đầu vỏ bị vàng giống như lâu năm vậy. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em. Bạn trai, bạn có hỏi là bạn học khóa nào, bạn học trường nào và khóa bao nhiêu. Thực ra như này, cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã học được bao nhiêu ngày, thưa anh chị em, tất cả các bạn nhé, chúng ta đã học được bao nhiêu ngày chứ còn không quan trọng lắm về học về trường nào. Thì tôi cũng chia sẻ với bạn là tôi học ở Đại học Thủy sản Nha Trang, nhưng tất cả những cái kiến thức trong trường đó là những cái cơ bản và sơ khởi thôi các bạn ạ. Tôi vẫn chia sẻ ở trên tất cả những trang của tôi rằng là nếu như trong cuộc đời chúng ta có 6 yếu tố để chúng ta hoàn thiện, mà chúng ta chỉ có một yếu tố gọi là mạnh nhất, ví dụ chúng ta chỉ có một cái việc gọi là kỹ thuật chúng ta giỏi, thì tất cả 5 yếu tố kia nó sẽ kéo, nó làm cho cái bánh xe của bạn không lăn được, giống như bánh xe của tôi không lăn được. Và điều quan trọng nhất tôi vẫn chia sẻ với tất cả các anh chị em trên Facebook, trên YouTube, trên kênh của tôi rằng là chúng ta cần hoàn thiện đều nhau ở 5 yếu tố kia cộng với yếu tố chủ lực của mình, làm sao đó để chúng ta kéo dần các điểm đó nó gần lại với nhau, nó tạo thành một cái bánh xe hoàn hảo hơn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tôi học thủy sản Nha Trang khóa 40. Còn câu chuyện thì học thì tôi học rất là nhiều, tôi học rất là nhiều thứ khác nữa. Vâng, anh Khải Lê, tôm lột ít mỗi ngày xi phông nhưng vỏ đầu thì bị vàng. Thì tất cả như này này anh này, tất cả những cái ao, đa số những cái ao mà khi ao bạt của chúng ta xi phông thì bao giờ nó cũng vẫn có một lượng phèn nhất định ở dưới đáy ao, thưa các anh chị em. Không bao giờ là hết được phèn trong ao đâu. Và bao giờ thì những cái vỏ đầu nằm ở dưới hố xi phông thì khi chúng ta xi phông lên thì chúng ta đều cảm thấy nó bị vàng, và đây là một điều nguyên, đấy là bình thường thôi anh ạ, điều bình thường. Nhưng mà nó sẽ không bình thường, nhưng nếu nó không bình thường khi mà vỏ tôm của chúng ta mới lột mà chúng tôi xi phông ra mà thấy nó vàng nhiều nha, nó sẽ không bình thường. Tuy rằng nó bình thường nhưng nó sẽ không bình thường ấy. Thì anh cũng kiểm tra lại cái hệ thống xem là lượng phèn ở trong ao của chúng ta như nào, lượng phèn ở ao lắng của chúng ta như nào để chúng ta điều chỉnh cho tốt nhất. Còn nếu nó nằm ở dưới hố xi phông lâu thì tất nhiên là nó sẽ bị vàng thôi. Và thường thì nếu như trong ao bạc hàng ngày xi phông như vậy thì tỷ lệ mà chủy đầu nhá, tỷ lệ chủy đầu bị vàng như thế vậy sẽ không có nhiều đâu.
Tôm rớt cục thịt có sản phẩm nào? Thưa các anh chị bạn bạn Lưu Huân rằng là trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm bán để tôm rớt cục thịt, nhưng mà quả thực như này, tôi khuyên anh một điều, đây là cái anh cần phải làm, là anh sẽ phải nâng pH ao của anh lên. Trước tiên anh muốn làm tất cả thuốc nào đó thì anh hãy nâng pH lên, vì khi tôm của anh lột liên tục, ở trong trường hợp này tôi hiểu rằng tôm, nếu hiểu không đúng, tôi hiểu theo ý nghĩa của tôi ấy, nếu mà không nhầm ấy, thì là tôm của chúng ta đang lột rất là nhiều, pH thấp và giúp cho con tôm của anh nó đang làm vỏ không tốt thôi. Anh trước mắt anh tăng oxy và anh làm sao đó anh nâng pH lên, anh nâng kiềm lên một thời gian, và sau đó thì anh sẽ bổ sung một số cái vitamin hoặc là số cái khoáng chất. Thì tôi cũng nói thẳng là ở trên thị trường rất là nhiều những dòng như vậy, thì anh có thể nghiên cứu sản phẩm nào mà anh tự tin nhất, sản phẩm nào mà anh cảm thấy là uy tín với anh cảm thấy tốt thì anh cứ dùng. Nhưng điều quan trọng tôi muốn chia sẻ với anh là về oxy và pH và kiềm, ba cái quan trọng anh nhé. Anh hãy nâng pH lên. Nâng pH lên để làm gì ạ? Để cho tôm của anh nó giảm thời gian lột lại một chút, và anh nâng kiềm lên để cho hệ đệm trong ao của anh nó ổn định lại, thì cái nó sẽ làm vỏ tôm của anh cứng và nó sẽ không bị rớt cục thịt nhiều. Nhưng tuy nhiên yếu tố môi trường vẫn là quan trọng nhất. Nhưng trong giai đoạn này anh nên thay ít nước hơn. Nếu anh thay nhiều nước, thưa anh thay nhiều nước ở giai đoạn này, tôm của anh lại tiếp tục lột và tiếp tục bị như vậy. Ba người nói công phần trăm có để chị không? Bạn Lưu Thanh Phong, tôm của anh 35 ngày à bị phân trắng. Không biết là tôi chia sẻ rất là nhiều với đặc trị phân trắng của tôi với tất cả những người vẫn thường xuyên theo dõi live stream của Hello Doctor Huy. Không biết là có ai đang ở trên live stream này mà dùng phân trắng chưa, thì các anh chị em hãy comment và chia sẻ cho anh Lưu Thanh Phong để anh biết rằng là cái phân trắng này có hiệu quả hay không để anh tìm dùng. Và nếu như ở trường hợp có ai đó đã dùng cái sản phẩm này thì anh chị hãy comment xuống bên dưới dùng, để chúng ta chia sẻ những cái điều mà chúng ta đã làm, chúng ta trải nghiệm rồi cho những người khác, để cho những người khác họ không mất thời gian hơn, họ sẽ tiết kiệm được thời gian và họ sẽ tìm được những cái sản phẩm có ích, những cái mà những điều mà họ đang mong muốn, các anh chị em nhá. Mọi người ơi, có ai đó đang 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 ở trên này mà đã dùng cái sản phẩm Olelo hoặc là đặc trị phân trắng mà các anh chị cảm thấy hiệu quả, mà đối với các anh chị thôi nhé, còn tôi không tin rằng là những cái sản phẩm này sẽ 100% cho tất cả các ao, vì thưa các anh chị như này này, mỗi một ao nó đều khác nhau, mỗi một cái môi trường khác nhau, do đó tôi không không khẳng định 100% các ao nó đều giống nhau, cái cách dùng cũng khác nhau nữa. Hồng thân đốm trắng thì chỉ có cách là bổ sung tăng cường cái hệ miễn dịch cơ bản, ổn định môi trường và nguồn nước của mình thôi. Nếu mà có thuốc mà để phòng cái hồng thân và đốm trắng thì quả thực là anh em mình không ngồi đây để chia sẻ với nhau nữa rồi, thì chúng ta sẽ rất thành công rồi, chúng ta có rất là nhiều ao rồi nếu như mà trong trường hợp chúng ta làm được việc này. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có điều gì đó cần chia sẻ hoặc là có vấn đề mà anh cảm thấy nó chưa được thoải mái lắm thì anh cứ comment anh Khải Lê ạ. Vì chúng ta quan điểm là gì ạ? Là ngồi chia sẻ với nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau, thưa các anh chị. Như bản thân tôi, thực ra thì tôi học xong rồi lý thuyết thì cũng vứt đi mà. Chúng ta ai cũng thế thôi, nhưng mà cái quá trình chúng ta làm, cái quá trình đi nhiều, quá trình trải nghiệm nhiều, cái quá trình gặp được nhiều người thì giúp cho chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm hơn, thưa các anh chị. Điều đó cũng rất là tuyệt vời. Vì hôm qua tôi xuống tôi có hỗ trợ được cho một cái anh rất là thân với tôi, anh nuôi ao bạc, anh có 10 ao bạc, và anh nghĩ rằng là tôi không biết cách để xử lý cái nấm đồng tiền và cái nấm chân chó, thưa anh chị. Anh ấy không hỏi tôi và cuối cùng là cái ao, một dàn ao của anh vừa rồi là không hiệu quả lắm. Thế thì khi tôi xuống thì tôi nói là cái ao này, cái những bệnh này chúng tôi đã dùng rồi và chúng tôi đã làm rồi, chúng tôi đã trải nghiệm việc này rồi, và thì khi mà tôi làm rồi thì tôi sẽ chỉ cái cách mà tôi đã làm, thưa anh chị, để làm sao rút ngắn nhất cho chúng ta cái thời gian để tìm hiểu, rút ngắn nhất cái thời gian để chúng ta trải nghiệm nó, để chúng ta sẽ đến được với cái đích mà chúng ta mong muốn. Đây là cái mong muốn ở trong những cái live stream của tôi, thưa các anh chị. Các anh chị không phải đi tìm quá nhiều, mất nhiều thời gian, và các anh chị không phải mất quá quá nhiều thời gian để ngồi nghe người này người kia chia sẻ về điều này điều kia nữa. Chúng ta hãy đến được ngay cái đích của chúng ta muốn, đấy là cái việc thay đổi tư duy đấy, thưa các anh chị.
và quyết tâm làm với nó bằng đam mê thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Wow, cảm ơn tất cả các anh chị em. Và bây giờ thì cũng 10 giờ rồi. Một lần nữa thì rất cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt ở trong cái live stream của Hello Dr. Huy. Mong rằng là các anh chị em, tất cả những người đã đang và luôn theo dõi Hello Dr. Huy, hãy góp ý, các anh chị cứ góp ý, nhưng với một điều kiện, tôi vẫn hay nói rằng là với một điều kiện, thưa các anh chị, hãy góp ý tích cực với một năng lượng cao để chúng ta cùng nhau phát triển, thưa các anh chị. Những ai đó comment tiêu cực hoặc là tôi cảm thấy không tiêu cực, không phù hợp với tôi thì tôi xin phép là sẽ out tất cả những cái thông tin đó. Và tôi không muốn rằng là mỗi một lần tôi đọc tin nhắn tôi gặp như vậy tôi mất năng lượng của tôi. Thậm chí là tất cả những người bạn của tôi, những người đang xem trên live stream này, họ comment vào đây và họ cũng cảm thấy là mất năng lượng vì những lời nói đó. Những câu nói đó thì các anh chị ạ, hãy thông cảm nhé. Tôi cũng nói thật là hãy thông cảm, vì đến với tôi thì phải năng lượng anh chị em ạ. Tôi muốn đưa năng lượng cao đến tất cả các anh chị em ạ. Do đó khi các anh chị em năng lượng cao, tôi có năng lượng cao, chúng ta sẽ trở thành một cái những người có năng lượng cao để truyền tải những thông điệp tuyệt vời. Chúng ta là những người tích cực, thưa các anh chị em nha. Hãy đừng comment một điều gì đó mà với không phải giống như chúng ta mong muốn. Vì chúng ta muốn điều gì thì chúng ta hãy comment với người khác điều đó. Tôi ngày xưa tôi cũng không biết điều này và tôi luôn trách móc, tôi vẫn hay để ý, thưa các anh chị em, mà tôi vẫn hay để ý. Tôi trách móc rằng là người ta như này như kia. Và quả thực thì sau này thì tôi mới nhận ra được một điều là nhân vô thập toàn và không ai hoàn hảo. Nhưng tuy nhiên khi mình muốn điều gì thì mình làm với người khác điều gì thì cái điều đó sẽ đến với mình. Đấy, chính vì vậy thì lúc đó tôi rất hay trách móc và luôn luôn tôi cũng nhận được rất nhiều điều trách móc, thưa các anh chị em. Cuộc sống này còn rất là nhiều điều thú vị, thưa các anh chị em. Chúng ta đừng lấy những điều đó, đừng bao giờ làm những cái điều đó và đừng bao giờ nói những điều đó để làm sao mất năng lượng của những người xung quanh. Chúng ta hãy tận hưởng những điều tuyệt vời nhất khi ngồi với nhau, thưa các anh chị em. Đó mới là điều tuyệt vời. Và khi chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta cảm thấy có rất là nhiều năng lượng cao. Đấy, xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Anh Lưu Thanh Phong, Oredo mua giá bao nhiêu? Đó là dòng thảo dược hay kháng sinh? Oredo bên em không có anh ạ. Oredo, Olino anh ạ. Hoặc là phân trắng. Nó chỉ là thảo dược thôi anh nhá, hoàn toàn thảo dược. Và Olino anh ạ, không phải là Oredo. Anh Lưu Thanh Phong hình như là ở Cà Mau phải không anh? Anh có gì anh cứ inbox nhé, anh inbox vào thì tất cả thông tin này sẽ có đội ngũ cộng sự của tôi theo dõi và họ sẽ lấy lại thông tin, họ sẽ điện họ hỏi anh. Nếu như anh có nhu cầu gì đó thì anh sẽ cứ tương tác với chúng tôi. Hãy đến với Hello Dr. Huy với một trạng thái năng lượng cao nhất và hãy đến với Dr. Huy khi các anh chị cần bất cứ điều gì hoặc là cần chia sẻ điều gì. Giống như các anh chị cần hỏi về bất kể lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Tôi không cam đoan là tôi sẽ biết hết, nhưng có những người, rất là nhiều người giỏi cũng đang ngồi ở đây, đang ngồi trên live stream này, có thể họ cũng đang theo dõi live stream này. Họ cũng sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta, thưa các anh chị em. Chính vì vậy chúng ta cứ mạnh dạn comment tất cả những điều mà chúng ta muốn chia sẻ, hoặc là các anh chị em có điều gì đó cảm thấy tôi chưa hài lòng với tôi, các anh chị cứ comment, nhưng với một năng lượng cao. Nhưng chúng ta đừng comment ô thằng này như cục ABC thì điều đó tôi sẽ không thích và tôi sẽ lốc ngay cái link của các anh chị. Đấy, thì các anh chị cứ comment cái điều mà tôi chưa hoàn hảo, tôi rất cảm ơn, nhưng với một năng lượng cao hơn để chúng ta cùng học hỏi nhau. Cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Anh Lưu Thanh Phong ở Bình Đại. Ok, anh Bình Đại thì anh sẽ ghé chỗ thằng Thuần Đại Lý Nam Phong ở Gạch Dừa anh nhé. Vâng, cảm ơn bạn Khải Lê rất là nhiều. Không sao đâu, đời học hoài học mãi nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị em. Chúng ta hãy đến với nhau, chuyển cho nhau những cái lời yêu thương nhất, hãy chuyển cho nhau những cái động lực cao nhất để chúng ta trở lên trong cuộc sống này. Vì thưa với tất cả các anh chị, tất cả các bạn vẫn đang theo dõi live stream này, ở cuộc đời này chúng ta chỉ sống được một lần, và khi sống một lần thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến những điều tiêu cực, chúng ta đừng bao giờ nói ra những lời tiêu cực, thưa các anh chị em. Chúng ta hãy nói những điều tốt đẹp, và chúng ta muốn những điều tốt đẹp hãy đến với mình, vì cuộc sống này chỉ đến một lần. Đấy, chúng ta hãy làm những việc đó, thưa các anh chị em. Hãy để cho những người xung quanh của mình họ cảm thấy hạnh phúc hơn, hay làm cho những người xung quanh của mình cảm thấy tuyệt vời hơn khi họ được giao tiếp với mình, hoặc là khi mình được giao tiếp với họ.
Cảm ơn tất cả các anh chị em vẫn đang theo dõi trang của Hello Doctor Huy. Rất mong và rất muốn các anh chị em hãy chia sẻ và ủng hộ kênh, hay đừng quên đăng ký kênh của Hello Doctor Huy. Trên Google các anh chị em sẽ bấm vào Hello Doctor Huy sẽ hiện ra trang YouTube của Hello Doctor Huy. Anh chị em hãy chia sẻ cái trang này đến nhiều người hơn để giúp cho cái trang fanpage, trang YouTube của Hello Doctor Huy càng ngày càng có ý nghĩa hơn. Thưa các anh chị em, đây là điều rất là tuyệt vời. Những đóng góp của các anh chị em thì đều được tôi ghi chép lại, và các anh chị em thấy rằng tôi đều ghi chép lại để tôi sẽ làm sao đó những cái điều chúng ta đang nói nó sẽ có ích hơn với nhiều người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các mọi người ở trong những cái live stream 8:30 hàng ngày, và cảm ơn những lời đóng góp chia sẻ của các anh chị em. Và đừng quên rằng là nếu các anh chị em có vấn đề gì về tôm hãy nhắn tin, hoặc là gấp quá thì điện trực tiếp cho Hello Doctor Huy, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi. Hẹn gặp lại mọi người, và tất cả những câu hỏi của các anh chị em chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của các anh chị em, nhưng với điều kiện các anh chị em hãy để cho chúng tôi thông tin. Thưa các anh chị em, hãy để lại thông tin cho chúng tôi, vì khi không có thông tin thì chúng tôi sẽ không biết hỏi các anh chị em như nào. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Nguyễn Quốc Thương, cảm ơn Nguyễn Đình Minh, rất là nhiều người, Trương Công Tuấn và vấn đề đi anh. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hello, chúc mọi người ngủ ngon. Nếu không ngủ ngon thì hãy nhìn thấy thằng đầu trọc và áo đỏ và nói rằng Hello Dr. Huy. Hello Dr. Huy luôn có mặt ở đây, và tôi đây, tôi vẫn là Hello Dr. Huy. Hello Dr. Huy vẫn luôn luôn có mặt lúc 8:30 hàng ngày. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn mọi người.